Tum. Tum chia con cá sấu có nơi khai bạc núm bán bu riên nơi Wat Vihia Thum. Đòi dốc nên bích chỉ mình chất nứt hai bàn lụi sắc tới sở lành tiêu. Tum miền con sầm bạc đôi tỏ tớ. Con sầm bạc bạc Tum cứ miền âm nói tiến bị thoát mà chết. Cứ Tum chết một giang bị rúa nâng miền bạc nhà chỉ liên quấy. Cứ chỉ tí bùm nế ác sáy rồi bỏ nề rì. Các bạn này nên Tum miền rụp chào mặt ná. Nhẹ nà có sở lành Tum đây. Xong đôi ca bị bỏ rả ní rồi bỏ cơ vấy đôi chân này thả. Tum miền mùa há bạc nhà xên. Miền tiếng sầm lệnh rụp cháy lửa vụa. Lò trông ông cái sai tập mục rồi tục nên bích sạch chế bà ồn. Bà tô đàn đó khai tổ tưng. Ngay tàn chụp nâng bật chân chung. Trong tinh tọc nên khắc cun cúng. Xâm lăng nên túm xóm rụp chào. Khắc tha ao mà lê bà sân na. Bàn anh bà vã ao bà lòng. Bà lãnh tam chất cực chọn chào. Miên mơ bà rôm bà chôm chụp. Biết ba snes nất chất ấn đôn. Chùa chồng sạp sửa ti tuôn một lúc. Mùa bố trên khá trọc cả cục, mơ sắp sợi bó, sọc sạp sạp. Bạn thay em bị rút xâm bắt đó bởi bệnh đi. Tụ ông Tum nơi miền lẽ cả nạp bị xe mùi tiết đã giúp ở chôn nia xe máy nụ khó miền. Cứ ở các bậc kẻ rìa đã bắt tôi bị phát sẵn cùng. Tum rô nơi krong ở tỷ bố, nơi chấp bắp sẵn cùng. Ốp rô mà nụ, ai khát nhu nhượt, ai lốt krap, nâng ai thua tam đói mình bạch bị chá răng nạ. Ta Tum bay chi mình khát, mình lốt krap, hơi thua ở vầy vầy tam ta chăn kẻ bậc luôn sọc sạp. Đôi chìa Tum miên tật chất xe mọc tròn nâng bắt ốp đá chì mùi tiếu. Cứ chùm nè nâng ốp xạ cục giáng đá mọc rìa ràng snai hạ luôn nụ lòi. Tối xa tài chán tẹt đồng mô mốt bọc Tum bạp lì hỡi. Đá chìa hết bần đàn ở Tum xâm ra chất sẵn bá nhà hà chồng phùm mục đói khuôn ánh. Mân bân tẹt cầm lãng cả khuôn. Tum mân pra rìa xa pra hì chìa rưu bà bàn tù bật ông lòi. Phụ môn bê đá Tum tật đọp tẹt thiếu. Tôm ba xịa bẹ tam thả ná nụ khổm chí mừng trời đi chở viện mơn ách trong khi mối lực đang thả. Tôm lứ bịch bắp chắp xâm bút hôn bè tiền phát tôm mơ tử. Dù chân út phá khôm sốt vô khám ấu xâm bút bè cháu bọc bọc tiền. Tôm xịa hồ chạ cho bây chuẩn rụp môn sốt xá xôi miền miền. Bẹ áo bày tón bòm đón thiến chôn chiên bọc bái bái sở đầy. Đốt chân này bờ sân chí o chuôn miền chế thả ná của rụp bè chí. Bất chí mình mến bằng cách sát thân là ca đó chứ chắc bác đi lại. Tuần tâm nâng ní, mô ra nạp hiếp bọc Tum có bàn dạy múc. Nâng bàn bó ạc rạt kê chung ạ xoay bọc ổ chuồn bàn cấp sở mái ca. Prom tiếng bởi nhẹ xe mát ở đây ở dụ chân chung nguồn cà rối. Ôi mơ khênh bí phiếp ạ chứ tự thuộc nâng xung cúm nế sở mái nụ. Tuần tâm nâng ní đá, Tum có mình cũng bị bắt phòng này. Đó xa tới ca ngốc ngôn nâng xe này hả, bán chụp hình ôi Tum bắt bóng ổ xa tệ xăm bàn chỉ nhẹ vì cha rằng nạ nhiến. Nên ca thật tu khó trữ, bình đói khuôn thật tạm ta chấm nóng rồi bọc khuôn. Tôn khóc tay cổ rộp nhạc miền cốn, đại miên lục rô ốp chia chia ti cổ rộp. Hái khóc ban thật tu cả cao thật xa nơi chấm nạc đấng tết và xó, tí xâm nạc nhạc sọc. Ba chỉ thua ai nhạc chung mình khuôn ốc sẵn khấm, đòi xa khuôn tự vinh. Cứ trực bắt bóng chỉ vật, đòi xa tài xa hà. Tạm bất môn phê chạy trên tử, ra thì chỉ trúng hùm lực hạ. Ai Tum bờ bán bằng tuần tư, rù rôn ở trở tám sân mọt. Bờ viên mình sắp anh chạp bót, vô mọt chụp ớt ói mơ viên. Miên này thả, bà rì chí gọt chú chá nâng dốc bà tê tục đạo từ lỡ Tum đây. Đại con thầy đăng đầm năng đi, bà ông khai có rõ ràng lắng chung phúc ở chuồn trong khía thả. Tại trung sân đắp sắp viên trà, trung minh ông cá trắc rù rôn. À chào ở chuồn đôi bọn muốn, vì phôn hiền phục nâng một lục bồ. Mình đang khóc trâu sâu sâu ngay, à chào đôi chắc kè xì sạch cô. Vì hiền tụ tân tụ trâu sâu ngó, anh sâu rêu rốt sâu ngó tiệt đầy. Nếu cứ chỉ ca bảo mặt mùi rồi bọc Tum, đòi dốc sâu chỉ ốp có một đốt sâu bá nhà hả. Vì ôi sâu thân cả Tum chô rồi hốt miền sóc nơi tạc cảm cả làng. Xong đôi cậu vầy rít con Tum giang đôi chạy thả. Sâu lánh sâu sấp ất miền mua. Tum slap nikok bi pro srei. Sam lang song sa nia lo kai, lo ai kok bay, weh vien vien. Kapi gom ngon as naha, Tum mơ min kum bi bati chiran tet do chia. Khao vô day song, da snai tiêu, lo sắt do kmin over chia. Trong mọi người tiết cứ, Tum yok sát vô chia trai mok nom ai bat bong smart day, trong clear tha. Tum cut chut chuốc room trakong, bay hai tao pong tha tiêu anh. Tiêu an Tum đây ịt kịch cảnh, khai kê chạm bánh, tránh hồng nà. Tiêu sắp xa sắp Tum sở đây, hồi xa bà rấy Tum si chuộc. Đoàn xa ấy phắc tiêu mơ múc, chạy cho qua chốc vị tọa khăn. Trong khi mùi tiết cứ các bắt bụng bầy nấy,
tôm áo bay bóng non bờ lạnh tiếng pi ắt cài rôm mệt rầy nơi khung Kristan xa đôi cất đấy sắp sấy sôi sáp đào toàn hà niêng tiểu niêng chỉ con sấy nhẹ mềm mại mà nhẹ đại niêng trót mặt chi bằng cù đá nơi bụng mồm hái tớp đường pin cầm mồm có chất chất sờ lạnh nền tôm tăng pi pe chụp nít âm bồn niêng niêng con sấy mặt đôi tỏ tới chúng phu thu sấy mặt niêng tiểu niêng tiểu sát lơ hoa sấy hai niên chín rìm mà nhẹ đại trai kê chờ rơ thua chỉ sống bác rì chìa tiệt hòn trong khi mũi lực làng thá dương đa rộp sắp khu nông bổ rấy mân ban rụp sấy sắc bỏ vò à nhà đẹp ngũ chú quốc mọc số ông nó bệnh bất ất mà bàn ngom khá đia mờ miêng bức yên ông cai ông cư đàn ái góp có lì dàn xóm chìm hà sấy hà sạc sán xạ xóm ông prán sắc bầm bầy rí ái ạ cặp bà kệ giá nâng phát cầm đất vĩnh niềm tiêu cả đôi chỉ tồn đá cứ chỉ nhận đại khá hàn hiên bà trắng nâng ẩm nạch bạch cá khớp lùm nạp chuồn thật nạc đòi xa niên miên khẹt đầy kiếp hóa smọc trăng tay cho mùi tôm mà nẹ vần nọ không bê kì chạp tôm niên khách khóm ẩn vó kê giảng khăn trăng khi mùi lợi làng thá tiêu lư ẩn vó kê tàu tha xôm lốp cả đàn mê ta tư chong tôm lốp công chong nâng đáu chong nâng chnút khám áo bró bró tiền thu bây mân nguồn chỉ côn cho vài khẹt miên trót sân mắt ẩm nạch giang nạc ở đói có niên mân prom sở lãnh đài nếu chúng phụ mục mô rõ nạp hiệp đọc lạc xa rõ bọc tùm niên tiêu bất chí mân ách mọc lớp lớn rưu trái trả á nâng bị thi áp biếp bìa cho mùi mơ nguồn bàn lòi chí bật xế cứ mơ nguồn này hơi đã chỉ kết tục có sầm lắc vào đây rõ bọc niếng khi ai sổ thả ta mình là đi khám ai phẩm mà nét đã sốc chất riêng ca cho mùi kết tục có sầm lắc vào đây khu vấn chúng phụ mục biếng đồ chân ế và sân bà niên trọng sân chăm rốc áo ca song sắc chỉ khỏi lúc ta niên ai thua ca song sắc bàn đại rửa tế chỉ cả bớt bà sân chỉ niên bà bớt ẩm phơ bạc đình mến nhưng rất tế mình ai thua bàn tế bà sân chỉ niên trọng rếp ca chỉ mùi mến ngũn niên nâng bắt băng phẹt đầy phiếp chỉ lực tì mùi hai bà niên xâm lập mến ngũn niên nâng niên chmốt ác rõ chỉ lực tì bì tiệt cứ việc khiết có xâm lập đầy ảnh bảo ca thằng bì ní vì ác rõ bằng phốt chung phúc sức rầy khám ái nâng khót cầm nứt niên xâm mãi nụ đã tìm ra ở sự trái rẽ xa phẹt đầy phiếp cứ tàn khlâm cái nâng khlâm chất chụp quốc xoa mây khluôn hẹt đồ chân này hỏi bán chỉ niên xâm lạc luôn tạm tôm trong khuya thá tiêu prác bỏ đầy đầy bỏ và bàn cam bật xa lá a chiên chất trở đạch bóng bông co giải bất kiện cất coi con tùm nón chùm chụp quốc át khiết bỏ niên tiếu viên minh lạc xâm sróp bậc 2-8 xâm máy cá đại niên cầm bông rù nào nụ át tạc hiện ní bán rẽ xa phẹt đầy phiếp bỏ niên được hốt đo sập tháng ngày cứ ban bỏ ác rát, ẩm náy bắt đách ca không sửa máy cả nụ bóng tiếng ban cắt bằng thôi nơi phía mình nè nâng sẽ đầy lục luôn ẩm náy bằng xã trọc sầm mặt và bằng miệng đá khám máy mũi chùm luôn thống đại tên tài miên phát cùng nực đôi đại tiêu tại dương miên sổ thực thiết bị dùng thá sửa máy cả thầm mấy ní tiết sản nạn rì khám máy bất chí thầm mấy chương lươn chiên miệng tiêu mũi cầm ra thèm tiết hai nàng chiên từ đó ở vấy đã bật cót để dũng để miễn đồng lãnh cho quốc sống cùng chiết nâng sụp hiện bằng cố rồi bọc luôn xong sẽ đọc tam sơ được thua sống cùng thêm tiệt phòng tuần tâm ní nên có miễn quân một bạc phòng đè đòi miễn chất sản lãnh đòi lưu lúc trong cuộc tốn nhưng tiêu phịch cấp đó mà đáy nên hiện bật bất ẩm tớ pra chạm và bây nế chiết trong khuya thá tiêu sưu tổ tú prom chô chất tùm sáu sản xuất tháo phẹt ra tiếng tí hiện sport bà gọt thá chạy xa lá bà đồ khní rút tiêu chá lòi nhạc lại bà ôn ơi kray nhạc bông bàn rùm xa nè xa nông nơi kia cài chanh chạy cho bà ôn tê đăng ơi nhạc ơi à số chất bà ôn ra và giang vinh tiết bà bốt trung xâm đánh thô ọc rùm chất bà bốt bà rì xa bà chế rùm nơi khu nung đồng lấy chiếc cổ sở mân khọc bê bà mạt đá một nụ cục rút trớ bì chá rạc nà chỉ mùi nâng bà nhà hàng át thực hiện ní vì mình lại nạ tòa trọ khóa ca phải trả nạ tòa xú rồi chỉ vật mình tiếng bất chí mình làm lấy lỡ vầy với tiếng ọc đòi xa tài niên chín rì để bệnh hình hiếp sắp rời tí sở lãnh rộp án hai tùm là chụp đầy niên có bệnh sắp rời tí đài giang tiết nông bê nụ niên có nơi miên bích mà nạ tiết để niên chưa chạy thá ai bà xài chúi xài bệnh hà nợ bê nụ bà này đồ chân nè bởi niên nở rúa niên có ai xong sức chôn tùm chụp đầy niên bàn này hãy ai chúi xâm ra tốt đo mà đài niên bán tiệt hòn mà đài tiêu chia sự trái miệng máy miên chiêu hiếp sức đọc đo mà nẹ rút nơi thuông khổ mũm hai miên con xe và nẹ cứ niên tiêu quát miên quân xâm mặt đôi tổ tử trong khỉa thá niên múc miên mà đài mềm mại sao
ប៉ុន្តែរបស់តាមទំនើងមានមានបាវព្រាវប្រើលៀងជើងកុំកាងគ្រប់សពចប់ដល់ចាស់គាត់អាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋដីធ្លីបន្តពីប្តីគាត់ដែលជាជនសក្តិភូមិម្នាក់ទើបគាត់មានអ្នកបម្រើមានប្រុសសម្បត្តិស្គកស្ដំហើយមានជីវភាពរុងរឿងព្រមទាំងមានឥទ្ធិពលគ្រាន់បើម្នាក់ដែរនៅក្នុងស្រុកនាពេលនោះ ម្ដាយទៀវក៏ដូចជាម្ដាយរស់រូបតែងតែខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនអប់រំកូននិងស្វែងរកអនាគតកើតកានឲ្យកូនគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាងទៀវដល់លើលុបថ្នមទាំងចិត្តថ្នមទាំងកាយតួយ៉ាងគ្រាន់តែលើកូនប្រាប់ថាចង់ស្ដាប់នាងទុំស្មូតនាងជាម្ដាយក៏ប្រញាប់ទៅនិមន្តនាងទុំបំពេញតាមបំណងកូនស្រីភ្លាមត្រង់ព្រាមមួយលើកឡើងថានាងជាម្ដាយទៀវទៀងស្ដែងស្ដាប់លើទៀវកូនប្រាប់ឆ្លើយថាអើ លោកដៃយកស្បែកដុនដបដើញ៉ាំញ៉ាឲ្យឆ្មងឆ្មងទំនងចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានសម្ដែងសេចក្តីរីករាយជាពេកពន់នៅពេលដែលអរជួនចូលមកដណ្ដឹងកូនស្រីខ្លួនឲ្យទៅមើលងួនគាត់មិនបានសម្រេចភ្លាមៗទេគាត់ទៅសួរកូនគាត់ជាមុនសិនត្រង់ឃ្លាថាហើយសួរទៅកូនថាមានម្ដាយសំយើងសប្បាយថ្លារីកមុខម្ដាយឲ្យទៅកូនចៅវាយស្រុកបានសុខដោយបនដោយបានថ្កើង មួយវិញទៀតពេលដឹងថាកូនត្រូវចូលវាំងធ្វើជាស្នំព្រះរាជាគាត់ក៏រីករាយហើយបានឲ្យគេរៀបចំតុបតែងកូនយកទៅថ្វាយស្ដេចត្រង់ឃ្លាថាការនោះម្ដាយទៀវគិតជំនុំនិងអស់ចាស់ទុំថាឥឡូវយើងស្អាងទៀវកូនឲ្យត្រឹមត្រូវរួចចោះចុះទៅទូកមនីមនីទន្ទឹមនឹងព្រំវិហារបស់ម្ដាយខាងលើនេះនាងជាម្ដាយទៀវក៏កើតក្តីឈឺចាប់នៅនឹងមុខព្រោះតែកូនមិនបានបំពេញភាពកតញ្ញូដល់ខ្លួនវិញឡើយ គឺនាងទៀវយល់ព្រមទទួលទុំជាប្តីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងត្រង់ឃ្លាថាខ្លែងពីម្ដាយទៀវវល់ដល់ស្រុកវិតតប្រួយប្រានពុំមានស្បើយថាឲ្យទៀវថ្លៃកែវនួនអើយម្ដេចឡើយមកបានប្តីកំសត់ផ្ទុយទៅវិញម្ដាយទៀវក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរនៅទីបញ្ចប់នៃរឿងគាត់មានកំហុសមួយយ៉ាងធ្ងន់បំផុតគឺគាត់បង្កឲ្យទុំទៀវទទួលមរណភាពគាត់មានចេតនាបំបែកទៀវពីទុំយកមករៀបការជាមួយមើលងួនដោយប្រើកលល្បិច ដោយត្រង់ឃ្លាថាទៀវកូនឲ្យវិលមកប្រញាប់ពាកពេចសាសັບថាម្ដាយនៅឯនាយឈឺធ្ងន់គ្រុនចុកដៅផ្ដាំមកកូនចៅសាច់សន្តានវិលឆាប់ទើបទួនម្ដាយផ្ដែផ្ដាំរងចាំរឹតខ្លាំងភាំងប្រមាណកំឡាំងតិចណាស់ខ្វះក្នុងប្រាណម្លេះខានឃើញមុខជាទុកធ្ងន់មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោភៈទោសៈមោហៈគាត់ហ៊ានពន្យុះអរជួនជាចវាយស្រុកសម្លាប់ទុំទៀតផងត្រង់ឃ្លាថា នាងម្ដាយទៀវទុកឈប់មិនបានមោមកបាំងប្រានឲ្យងងឹតតោសាតោសៈមកបាំងបិទមិនគិតមិនគុណធុនមិនឈ្នះស្រែកថាអរជួនខ្លួនមានបុណ្យមិនគិតកែកុនឆាប់រហ័សចាប់អាទុំចោលចិត្តមាននេះទាញពីលើផ្ទះទុំលាក់ទៅហៅអស់ពួកក្រុមនាំវាឆាប់ចាក់បាញ់សម្លាប់កុំឲ្យនៅធុនផ្ទះធុនដីអប្រិយត្រូវកើតគេអាស្រូវឥឡូវហើយ ចំពោះមរណភាពរបស់ទៀវវិញនាងជាម្ដាយពិតជាមិនដាច់ចិត្តឲ្យកូនស្លាប់ទេតែទៀវស្លាប់ដោយសារការយល់ខុសនិងសេចក្តីលំនឹងមានរបស់គាត់ពិសេសគឺដោយសារតែផ្នត់គំនិតចាស់គំរិលដែលទទួលការអប់រំបែបសម័យកាលតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៀតគាត់មិននឹកស្មានដល់ថានាងទៀវមានចរិតរឹងរូសមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់គាត់នោះឡើយដូច្នេះមរណភាពរបស់ទុំទៀវគឺបណ្ដាលមកពីការដែលគាត់មិនចូលហេតុការណ៍ដែលនឹងកើតមានឡើង ពិសេសគឺមកពីផ្នត់គំនិតទាំងសងខាងមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងហេតុនេះហើយទើបមុនពេលស្លាប់ទុំស្រែកថានៅចុះណាអូនឈួនសម្លាញ់គេចាក់គេបាញ់បងស្លាប់សូនស្លាប់គឺគាត់ម្ដាយកំចាយកូនឲ្យសូនបាត់ឈ្មោះមិនរស់នៅអរជួនតាមការរៀបរាប់របស់កវីបានឲ្យដឹងថាអុកញ៉ាអរជួនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្គកស្ដំម្នាក់និងជាអ្នកមានអំណាចគ្រប់ត្រានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលគេហៅថាស្ដេចត្រាញ់ គុណសម្បត្តិរបស់គាត់គឺជាក្តីដ៏ល្អដែលចេះពិចារណានិងពិភាក្សាជាមួយប្រពន្ធក្នុងការសម្រេចឬគូស្រករឲ្យកូនគិតពីអនាគតកូនត្រង់ឃ្លាថាបងលឺអស់រាសប្រជាជាតិនិយាយមិនលាក់ដូចមាំមួនប្រែប្រាប់ដោយសັບសាក់សមសួនកូនគេផងខ្លួនដូចងួនយើងក្នុងគ្រួសារអស់ជួនពិតជាបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាប្តីនិងជាឪពុកដ៏ល្អក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គលដល់គ្រួសារ គាត់ក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរនៅក្នុងការបង្ហាញរបស់កវីអរជួនគឺតំណាងឲ្យអ្នកកាន់អំណាចសក្តិភូមិប្រជាមួយយ៉ាងពិតប្រាកដនៅសម័យនោះដែលតែងតែប្រើអំណាចធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយត្រង់ឃ្លាថាអុកញ៉ាអុកញ៉ាអរជួនមួនមួនពេកធម្មតាក្រមេឃទៀបជាងភ្នំមានរិទ្ធអំណាចឥតចំណុំ
cặp chạ về đóm bông bồ này ông này đi ai thua ai quạt phơ với bán cục giả đói mình kết bí về nghĩa sạc cắm chống bút một lời xóm đối khứng đồng nà rưỡng bán là khuyên thà ô chuôn hát đôi chì kìm cô chống hò với chạy lẹ sọ lời nông niêm chì chì vài khát bé chì thua tam cả ổ tiếng nâng thua ta mình chia ra bằng đại kia đốt đồng nà rưỡng bán bồ thà đau nà chờ vái nâng à tùm nôm ai ập áo kê mê bà bờ hơn mình miên khách đồng nà ai lớp chôm thá xóm chờ vài bọn tế nước phía đàn nôm những tiêu dục được phải bà rì chí hai bà rì chí riêng ca ôi tốm những tiêu có quát mình khăn sầm bá rưu sọc sài vầy lời thôi tụ vĩnh nước phía đàn mặt ai tiết bình chốc bình chốl quát có bình chó tiêu dục mọc riêng ca chứ mùi mình muốn quát ba chí ăn vào tàm tụ vĩnh mì giang tiết quát ba khá chỉ chôn đại đó khuôn ca sẵn lập nên tốm thiệt phong trong phía thá tục mà nấu tố mà đánh khăn anh cho chào còn trạ dọc đáo tục chô chung cho chập chạm cặp ật chùm núm trong tôm có nhớt sớt sạp xê đối chứ này, ô chún cực đô chỉ nhận các năm nay mỗi chùm đồn không xâm hại nụ đá cứ xuất tài miên mô cho nạp hiếp lực luôn ấy cả lớp lớn nâng ẩm nay bạp ní để chia vật ca chùm đồn ở kế tánh tay ăn ở quốc tế ngồi ngất ngồi tám ca nhung nhung bi một lúc nâng ca bánh trái lực chướng rước bình chô chỉ đào mớ nguồn chỉ con phốc từ mười cút rồi bóc ô chún cũng xâm hại bảo kế mít đôi tổng từ tám mà hiện tầm nào rước ba bằng hành thá mơn ngôn chia cầm lọc một rốt đã hai miếng phép cắt nhú trong cuốn một ai ở tục tốt bấy mơn ngôn chỉ cô nhận miếng làm lại trên kế nông sốc cầu vật mến vấn tay cực với mình ba bằng hai phía sự cầm một phép khởi khối rước bởi hơn cao cách ở bậc kế nụ tì rí ai sạc đây này hạ vĩnh mơn ngôn chấp chất sở lành yếu tại kế mình bàn bà ế ạ bọt nà mũi mình lọ từ lỡ tiêu lời cứ ở chuốn chi ở bậc luôn bàn chất oi nhẹ lời trái mà hạ trồ trái cháu sẽ đần đần những tiểu tam và bầy này mình tay phần nó mơn ngôn ủ xa từ tiết hình tiêu nhọc nhọc nông phiếp thay nổ đồng bấy bằng càng cá dô trực khẩn ý à nà cốt chỉ bây bật bồn đối chứ mơn ngôn bất chí mình sạc đầy smart smart cho bố nền tiêu bật bật mềm con vị bạc từng tốt ngôn đi mơn ngôn của mình con được bạc lắc lắc bằng đài hẹn đây phía được bỏ mơn ngôn nữ thua ai mơn ngôn mơ mình khơi bí cầm họ tiêu để lối rùm rẽ đằng tùm tớ thua ai mơn ngôn bà ra chế tử vinh cốt hạ thông bỏng phó xâm rạp mơn ngôn cứ khuôn dọc chất nền tiêu mình bàn rồi nhưng mình đã sử dụng khuôn một ông là lời trong việc thá kỳ rìa cao ý khá sử dụng bình mơn ngôn con lộp ở chuôn minh mỹ phạm dọc mọc cục con tiêu của lẹ và mang tiêu sử dụng sử dụng khuôn mình đang có cách kê ổ bài tiêu miên sử hại tế mơn ngôn mà các đề mơn ngôn bà ra chế khuôn được sử dụng này bật mềm tại mình mẹ mẹ thá mơn ngôn khu miên sử dụng miên phát sử dụng tế cứ một đàm bà bì niềng tiêu bông chấp chất sử dụng tầm na rước bằng hành thá mơn ngôn có mình copy ở chỗ này cứ chờ mình luôn ngẩn ngơ đã thua vậy vậy tam cá ông tiên bị nhận được tí miếng vị trà nạn nhiên giang này hỏi tớ thua ở mơn ngôn cũng chưa prom riệp cá chỉ mùi và bồn kế tới miếng chấm tuồng vậy đài bria rìa chi tam tầm na rướng trống miên bản niệm thá bria rìa mìa chỉ đắt sao riệp nới cống lồng về cũng sầm mặt bảo bà ông trống kiệt sát cúc cống nực cổ nia sầm mai lồng về bà ông sắp bật tì nâng áo tầm lại từ lỡ vì sai sơn lập bạc chết đấy nó bị ban đăng thả tốm nâng bích chia sơn lập bạc co đo chân nán đòi tốm chết kháng sơn mốt bích chết kháng sơn lông bầy trong khí lửa lãng thả sạch ra bằng cóp áo tầy dốc tốm nâng bích mốc phái sạch ra chết rít bầm rỡ tam rít cá đòi bà chân đá trông bảo nhập mỗi bên tiết tụ bấy trông chiếc sạch phần đấy để tên tài miên ẩm nát ai bà mô dọc sạch sát đô chì liền tiêu thuốc năm cả đời có trông sắp bà tế bà cô tiêu tụ ai tùm vĩnh tam tốt sự vật về trật hùa rồi bóc bà mạng sạch rồi bị trông bàn cho bánh dù thả tùm tiêu chỉ sống xa nực nghĩa tam trầm lõi xa rập hiệp tôi trông thuyệt thả trông thua bởi anh dọc tù vi xong nâng thuyệt khía xong xa sạch bà thua mẹ ta nâng bóng bắt cua phát tốt cháu chân tượng chì miên bà đầm ra bà bồn trầy áo dọc tiêu sợi mọc xua viên bởi chlói từ hai trở bịa khả ní dưng lướt lên vì tám chẳng lời mến này thả trông bán tốt ảo cả ở nhà tầng tí để giấy ca bất ở hốt của kê bán xa thiết tới to một thả cả rần ná xâm lạp tám tốt thông tốt ruột chìa khả nhóm bà bà rầm mây tố bông cùng chìa khả nhóm nâng lẹ thú ấy ai niên tiêu sợi xong xa bất tiêu chô từ ông bà chạc rây bò bất ở rạp đấy số mê ta nhôm nâng tôm bất tiên sạch giá đôi bè cả nà trông chỉ việc sạp nơi tiêu bằng phật và ông có sống lại về tây ở nhà thằng tì riệp cá chiếc đây và còn sóc tam bằng nón là bằng cụ kê cái bình ní và ông cầm miên cũng được bắt phòng này tốt bởi chỉ giang nà cả đói có trông chi mình phật tí việc bắt tôi chết là nạc đấy rứa ạ chết là nạc đầy ở hạt thá và ông lướt đồng càng khuôn ai hút ngay bằng phật
ីប្រជារាស្ត្រដូច្នេះហើយទើបស្ដេចតែងតម្រូវថាអ្វីៗដែលខ្ពស់បំផុតគឺសម្រាប់តែបុគ្គលអង្គឯងទស្សនៈបែបនេះបានជំរុញឲ្យទ្រង់ក្លាយជាបុគ្គលអញ្ញានិយមក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅវិញព្រះអង្គជាអ្នកប្រើអំណាចផ្ដាច់ការហើយការកាត់ទោសរបស់ព្រះអង្គពុំមានសុភវិនិច្ឆ័យទេជាការកាត់ទោសតាមរយៈកំហឹងបុគ្គលចំពោះអរជួនមើលងួនម្ដាយទាវជាអ្នកមានកំហុសជាការត្រឹមត្រូវតែទោសនេះមិនគួរបានធ្វើបន្តទៅលើវិជារិះត្បូងឃុំទាំងមូលថែមទៀតនោះឡើយចំពោះមរណភាពរបស់ទុំព្រះអង្គក៏រួមចំណាយខុសដែរកំហុសនោះគឺឋិននៅត្រង់ព្រះអង្គចូលតែអំណាចត្រង់តែមិនបានយល់ពីអំណាចរបស់អរជួនដែលជាតំណាងឲ្យត្រង់នៅខេត្តត្បូងឃុំនោះទេមានន័យថាអំណាចរបស់ព្រះអង្គមួយនគររីឯអំណាចអរជួនក៏មួយខេត្តដែរដូច្នេះការដែលព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យទុំនិងពេជ្រយកព្រះរាជសារទៅឃាត់ដំណើរការអភិវិពាមើលងួននោះគឺព្រះដូចជាបញ្ជូនមនុស្សឲ្យចូលរួមក្លាយ៉ាងដូចនោះដែរបើសិនជាព្រះអង្គចង់ជួយទុំគួរតែត្រង់យល់ថាអរជួនហ៊ានរៀបការជាមួយនឹងទាវដែលជាប្រពន្ធពេញច្បាប់របស់ទុំនោះអរជួនពិតជាហ៊ានសម្លាប់ទុំដោយមិនញញើតដៃឡើយយ៉ាងនេះហើយត្រង់គួរតែបញ្ជូនតបឲ្យទៅជាមួយទុំមិនគួរបណ្ដោយទុំឲ្យទៅតែម្នាក់ឯងនោះឡើយពេជ្រជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលនិងស្មោះត្រង់របស់ទុំដូចជាបងប្អូនបង្កើតគុណសម្បត្តិរបស់គេពោពេញទៅដោយភាពស្មោះត្រង់ចំពោះទុំគ្រប់ស្ថានភាពដ៏លំបាកតួយ៉ាងមុនពេលទុំនិមន្តទៅស្មោះផ្ទះនឹងទៀវពេជ្របានផ្ដាំថាថាដើរមាន4ខ្លួនជាសង្ឃទៅបានត្រូវត្រង់ឥតមានមោះបើដើរទៅក្តីបាសក់សោះគេកោះឆ្លោះឆ្លួយឲ្យមាន5នៅពេលឃើញទុំមានការឈឺចាប់ពេកពេជ្ររំលឹកនិងលួងលោមថាពេជ្រប្រាប់ថាទុំកុំយំសោកទៅបងប្រឹងក្រោកខំកំឡាស្លៀកពាក់ប្រដាប់អង្គអាត្មាឆាប់ណាអ្នកណាកុំអង្គនៅជាងនេះទៅទៀតក្នុងកលតិសៈពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ពេជ្រក៏បានយកដំណឹងមកថ្វាយព្រះរាជាដើម្បីជួយទុំមុនអរជួនប្រហារជីវិតដូចត្រង់ឃ្លាថាក្រមល្អងធូលីទីទុក្ខាអរជួនប្រហារជីវិតទុំតាមទ្រង់ប្រណីភ័យបារម្ភប្រោះសុំជីវិតថិតតទៅក្រៅពីនេះនេនពេជ្រក៏មានគុណបត្តិផងដែរដោយស្រឡាញ់ទុំខ្លាំងពេកទើបពេជ្រភ្លេចករណីជាមិត្តភក្តិដែលត្រូវចេះជួយរំលឹកដាស់តឿនទុំនៅពេលទុំប្រព្រឹត្តខុសពេជ្របែរជាបណ្ដោយនិងជួយទុំគ្រប់ពេលដែលទុំប្រព្រឹត្តអំពើពុំក៏បីដូចជាករណីទុំបានខកគ្រូសឹកដើម្បីត្រឡប់ទៅជួបនឹងទាវវិញនិងការណែនាំទុំលួចសឹកដោយខ្លួនឯងជាពិសេសទុកឱកាសឲ្យទុំលួចទៅរួមរាក់ជាមួយនឹងទាវខុសប្រពៃណីកំហុសមួយទៀតរបស់ពេជ្រគឺពេលនាំព្រះរាជាសារមកដល់នៅចំពោះស្ថានភាពកំពុងតែដុនដាបពេជ្រមិនបានផ្លាស់ប្ដូរយោបល់រកវិធានការដើម្បីទប់ទល់ជាមួយអរជួនទេតែបែរជាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យទុំផឹកស្រាស្រវឹងបាត់បង់ម្ចាស់ការរហូតមិនអាចបង្ហាញរាជសាររបស់ព្រះរាជាដល់អរជួនត្រូវបាក់ពួកអរជួនចាប់យកទៅសម្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធ្វមនាងនោះជាអ្នកបម្រើនាងទាវដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់បំផុតគុណសម្បត្តិរបស់នាងគឺគោរពស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់ចំពោះនាងទាវនិងចេះប្រមាណខ្លួនត្រង់ឃ្លាថាណូនឹកក្នុងចិត្តគិតស្រេចស្រាប់ដងទឹករួចឆាប់ឡើងផ្អៀងផ្អងដល់ផ្ទះនោឡើងទៅជាម្ដងសាសងរ៉ៃរ៉ាប់ប្រាប់ទៅវាទាវអើយទាវស្រីសេចក្ដីនេះលោកនេននោះចេះមើលសាស្ត្រាសំឡេងស្រួយស្រាប់ស្ដាប់ភាសាដោយសត្វសារិកាពិសាជេកមានន័យថានាងនោក៏ស្រឡាញ់ទុំណាស់ដែរតែដោយភាពស្មោះត្រង់គោរពទាវនិងចូលពីស្ថានភាពរបស់នាងផងនាងក៏សុខចិត្តលាក់ទុកក្នុងចិត្តនៅសេចក្ដីស្រឡាញ់នេះហើយក៏ផ្ទេរក្តីស្រឡាញ់នេះទៅឲ្យនាងទាវវិញក្រៅពីនេះនាងនោក៏មានគុណបត្តិផងដែរនាងនោក៏មិនខុសពីពេជ្រដែរសុទ្ធតែស្រឡាញ់មិត្តតែមិនចេះអបរំមិត្តនាងបានចូលរួមបិទបាំងកំហុសនាងទាវដែលប្រព្រឹត្តខុសប្រពៃណីជាតិជាមួយទុំមិនឲ្យម្ដាយទាវបានដឹងនៅទីបំផុតនាងនោក៏បានសម្លាប់ខ្លួនតាមនាងទាវនិងទុំដោយគ្មានស្ដាយស្រណោះអាយុជីវិតខ្លួនឡើយនាងនោសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះព្រោះចិត្តនាងនោបានដកទៅលើអ្នកទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងទុំក៏នាងស្រឡាញ់ហើយទាវក៏នាងស្រឡាញ់បើសិនជាគ្មានអ្នកទាំងពីរនេះទេនាងពិតជាមិនអាចរស់នៅបានឡើយតាមពិតនាងក៏គួរតែគិតពីស្ថានភាពឬអាចជំនុំជាមួយពេជ្រគឺរកផ្លូវដោះស្រាយនោះទើបជាការប្រសើរ